Vậy là anh nghĩ mình là người có thể chinh phục được điện thờ của các vị thần sao? Nó chưa bao giờ được chinh phục anh hiện chứng. Sớm hay muộn, những con Harpy sẽ mang những gì còn lại của anh trở về chỗ tôi để thiêu hủy. Những vị thần đã giấu rương Pandora ở đây vậy nên không một con người nào có thể chạm được tới nguồn sức mạnh đó. Và chưa hết, rất nhiều năm tôi đã mở cánh cửa đó cho rất nhiều người và cả chiến binh vào nơi này. Lại càng ngày càng có thể nhiều thi thể ở trên đống lửa kia. Nếu tôi là anh, giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong anh. Tốt thôi. Mong rằng các vị thần ban cho anh sức mạnh để chinh phục những nguy hiểm anh phải đối mặt ở phía trước. Chúc may mắn nhé, Spartan. Nó luôn luôn là như vậy, những gã điên và những kẻ ngốc đi tìm cho mình sự vinh quang, tôi hiểu điều đó mà. Như anh có thể thấy tôi, đang rất chán chường. Tôi là người đầu tiên bước vào điện thờ đó, và là người đầu tiên chết tại đó. Các vị thần trừng phạt tôi vì sự thất bại của mình và giờ tôi phải lo lắng cho tất cả những người theo tư tưởng của mình khi tự đẩy bản thân đâm vào chỗ chết. Nó luôn luôn là như vậy, những gã điên và những kẻ ngốc đi tìm cho mình sự vinh quang, tôi hiểu điều đó mà. Như anh có thể thấy tôi, đang rất chán chường. Tôi là người đầu tiên bước vào điện thờ đó, và là người đầu tiên chết tại đó. Các vị thần trừng phạt tôi vì sự thất bại của mình và giờ tôi phải lo lắng cho tất cả những người theo tư tưởng của mình khi tự đẩy bản thân đâm vào chỗ chết. Hãy đặt cơn thịnh nộ của các vị thần lên đôi song đao của mình đi cờ ra tốt.
Một bức chạm khắc về nữ thần Athena. Quyển sách viết rằng điện thờ này là một công trình mang tầm vóc được mãnh chúa tối cao giúp chỉ đạo. Chỉ có những anh hùng quả cảm mới có thể giải được câu đố và sống sót qua những nguy hiểm. Chỉ một người duy nhất có được sức mạnh tối thượng. Tất cả những người còn lại thì sẽ gặp phải cái chết. Bà Thóp Vơ Đét Đệ Tam, ông là một kiến trúc sư trưởng và là đầy tớ trung thành của những vị thần. Bức chạm khắc những mưu diệt, những người con gái của chúa tể Dục, nó được làm bằng vàng đặc, bức chạm khắc đã bị thiếu đi hai mảnh.
Walter Mitty. Sờ ra tốt, những vị thần cần thêm ở anh. Anh đã học cách sử dụng thanh song đao đó tốt đấy. Nhưng chỉ với mình chúng thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Tôi trao cho anh một thanh đao tôi đã từng dùng để giết những Titan. Hãy nhận món quà này và dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ đi. Hãy lấy vũ khí này đi cờ ra tốt. Hãy lấy nó và dùng nó để đánh bại kẻ thù của mình. Sánh bước cùng với những vị thần đi cờ ra tốt. Hãy ra ngoài đó vì thanh danh của đỉnh Olympus.
khiên bạc đang yên nghỉ trên A Tờ, nó là hình ảnh mà Hades được khắc lên nó, bạn có muốn lấy nó không? Bạn có muốn đặt khiên vào trong bức tường chạm trổ không? Éo. Thank you.
Một cái khiên vàng đang yên nghỉ trên A tờ, nó là hình ảnh của Dúc được khắc lên nó. Bạn có muốn lấy nó không? Ở đéo đấy. Bạn có muốn đặt khiên vào trong bức tường chạm trổ không? Éo thích. Bạn có muốn đặt khiên vào trong bức tường chạm trổ không? Thôi được rồi.
Một bức tường đá khổng lồ mà không có nổi một đường nứt vỡ nào để có thể đi qua. Bạn không nhìn thấy ổ khóa hay tay nắm cửa nào cả. Người con trai trẻ tuổi nhất của tôi đã không còn cười được nữa rồi, cái chết vì sự phục vụ của anh ta cho cha của mình. Cái chết để phục vụ cho những vị thần, việc xây dựng điện thờ này đã tước luôn mạng sống của anh ta.
có thể bạn đủ may mắn để không tự tạo cơ hội đi vào cửa tử cho chính mình. Bathopher Death, đệ tam kiến trúc sư trưởng và là đầy tớ trung thành của những vị thần. Những cái xác của những người đi tìm kiếm thương bang Dora đang nằm trước mặt anh ta. Và một lần nữa, Kratos tốt biết rằng ai chịu trách nhiệm cho việc này, vì đây không phải là lần đầu tiên mà anh ta nhìn thấy sự phá hủy của Ares và bọn lính gác của hắn đã rời đi nhờ chúng đã thức tỉnh. Kratos tốt đã có kinh nghiệm vào lần đầu tiên, một vài năm trước đó, một đội trưởng trẻ và tàn bạo nhất của đội quân Sparta. Kratos tốt đã truyền tinh thần trung thành mãnh liệt với những binh lính của mình. Nó luôn đủ để có thể giúp họ vượt qua tất cả những trận chiến. Cho tới ngày hôm đó, đội quân Barbarian ở phía đông có đội quân lên đến cả nghìn người và hạ gục đội quân Sparta mà không có nổi một chút nhân từ. Trận chiến diễn ra trong vài giờ. Với kỷ luật và sự huấn luyện đội quân của Sparta, họ đã ngăn chặn được một chút làn sóng tàn bạo của đội quân Barbarian. Những chiến binh phải đối mặt với một cuộc tàn sát. Trong lúc đó thì đội trưởng trẻ tuổi của họ đang phải đối mặt với sự kết thúc trong sự nghiệp vĩ đại của mình và cả mạng sống của anh ta nữa. Nhưng với Kratos, chiến thắng đáng giá hơn tất cả mọi thứ, thậm chí còn hơn cả linh hồn của mình. Ares, hãy đánh bại kẻ thù của tôi và mạng sống của tôi là của ông. Sự kêu gọi giúp đỡ trong tuyệt vọng đó đã tới và ám ảnh Kratos suốt cả cuộc đời. Chúa ơi, mình đã trở thành cái gì thế này?
đã đặt chìa khóa vào trong ổ khóa.
Những gì những vị thần yêu cầu tôi đã không làm được, ngay cả là với Rương Bandora, giờ họ đã trở thành quái vật rồi, nhưng họ cũng đã từng là con người. Tôi biết mình đã trở nên yếu đi, nhưng tôi không thể trở thành một phần của thứ đó được. Tôi đã làm Athen thất vọng. Cánh cửa chạm khắc chúa tể Poseidon, nó được đọc như sau: hãy dâng hiến cho ta để mở được cánh cổng. Có một cái tay nắm đặt dưới sàn nhà, bạn đã nhặt nó lên.
Hãy đặt cơn thịnh nộ của các vị thần lên bê song đao của mình đi cờ ra tốt.
Đinh Ba của Poseidon cho phép người mang nó thở hoàn toàn được dưới nước vĩnh viễn.
Aya, đứa bé của Poseidon, nhiều người đã chết đuối vì khao khát được ông hôn cô ta. Tường chạm khắc chủ tể Poseidon, người nắm giữ luật lệ của biển cả. Làm vui lòng Nai A để mang lại những món quà màu nhiệm.
làm vui lòng Nai A để mang lại những món quà màu nhiệm. Phiri, người vợ chung thủy của Poseidon, sẽ mãi mãi canh giữ căn phòng bị nguyền rủa. Chỉ có bà ấy là người duy nhất biết được cánh cửa bí mật để thoát ra khỏi đây.
Trong khi những vị thần đang giấu đi rương ban Dora, họ cũng không quên phải có lòng nhân từ. Hãy sử dụng các màu phép thuật này, món quà từ đỉnh Olympus để có thể tăng. Cơ hội của bạn tới mục đích của mình, bà Thóc Vơ Đét Đệ Tam, kiến trúc sư trưởng và là đầy tớ trung thành của những vị thần.
là một cái cửa gỗ khổng lồ, có một cái ổ khóa ở trên cửa được chạm khắc giống hình một con Minotaur. Hades thách thức bạn để có một sự hy sinh bằng máu trong điện thờ của ông ta. Trước khi bạn có thể qua được đó, bạn có chấp nhận không? Đặt cơn thịnh nộ của các vị thần lên đôi song đao của mình đi cờ ra cút.
Nó được chạm khắc bởi kiến trúc sư đã xây dựng nên mê cung này. Thank you.
8 cửa cục đường, chỉ có một lối thoát duy nhất, bạn sẽ tìm được nó trước khi ngọn lửa của Hades thiêu rụi bạn chưa? Verdes đệ tam, kiến trúc sư trưởng và là đầy tớ trung thành của những vị thần.
Hãy đặt cơn thịnh nộ của các vị thần lên đôi song đao của mình đi cờ ra tốt. Trong điện thờ xác của Minato ở phía trên đầu bạn đã bị thối rửa sẵn rồi. Con trai thứ hai của tôi, đứa bé cuối cùng, cũng đã theo anh trai nó về với cánh đồng Elysian. Trong trái tim mình, tôi biết mình phải tiếp tục công việc đã được giao phó bởi các vị thần. Nhưng họ đã lấy đi nhiều thứ quá và linh hồn cuối cùng của tôi đã bắt đầu có sự ngờ vực. Ba Thót Vơ Đét Đệ Tam.
chúa tể Hades. Quá trình của anh thật kinh ngạc đấy, trở ra tốt, nhưng kỹ năng của anh sẽ không dẫn anh tới đích đến cuối cùng. Tôi trao cho anh linh hồn của Hades, linh hồn của cái chết, được tôi đặt sẵn sàng để chiến đấu bên cạnh anh. Hãy lấy vũ khí này đi, cờ ra tốt. Hãy lấy sức mạnh này và dùng nó để đánh bại kẻ thù của mình đi. Cùng với những vị thần đi cờ ra tốt, hãy ra ngoài đó, vì thanh danh của đỉnh Olympus.
Quá trình của anh thật kinh ngạc đấy, cờ ra tốt. Nhưng có lời cảnh báo đây. Một khi anh lên tầng tiếp theo của điện thờ, anh sẽ không thể trở về lại đây mà không có rương Pandora. Khi mà cờ ra tốt đã vượt qua được ngôi đền khổng lồ được xây lên để canh gác rương Pandora, anh ta nhận ra đó là một đài tưởng niệm không chỉ với những vị thần trên đỉnh Olympus, còn là cho sự điên rồ của người đã đảm nhiệm việc thiết kế ra nơi này. Anh ta đã chinh phục được tầng thấp nhất của điện thờ Pandora, nhưng những thứ được đặt ở phía bên trên có thể sẽ là thứ ghê tởm hơn ngay cả đối với cờ ra tốt. Cờ ra tốt đã phục vụ những vị thần đủ dài để có thể biết Harvey được cử đến đây như một lời cảnh báo, một lời nhắc nhở từ chủ nhân xưa kia của anh ta về một quyết định đã khiến cờ ra tốt trả giá bằng mọi thứ mà mình có. Rất lâu trở về trước lúc mà anh ta đối mặt với sự kết thúc của mình trong bàn tay của đội quân ba Barian. Cái thời điểm đó anh ta đã trao đổi tất cả mọi thứ để cứu bản thân mình. Bầu trời sẽ ra làm hai và thần chiến tranh bước ra từ nó. Giáng xuống từ đỉnh Olympus, anh ta đã nhìn thấy tạo hình của một vị thần trong hình dáng một người phàm trần đơn thuần. Ares đã cứu cờ ra tốt. Ông ấy có thể biến anh ta thành một chiến binh hoàn hảo, kẻ hầu của mình trên trái đất. Chỉ cần một lời cam kết đơn giản về lòng trung thành cần phải có. Mạng của tôi là của ông Ares. Kể từ ngày hôm nay, tôi làm mọi thứ ông muốn. Và như thế số phận của anh ta bị giam lại. Với lời hứa của mình, Ares đã có thêm một môn đệ mới, mang theo sức mạnh của thần, phá hủy mọi thứ, tàn sát cờ ra tốt và người của anh ta. Với cờ ra tốt, không một thanh kiếm hay một cái khiên đơn thuần nào có thể phù hợp với kẻ tôi mọi mới của thần chiến tranh. Thanh song đao của sự hỗn loạn được rèn giũa sâu bên trong tầng xấu xa nhất của Hades.
Một khi đeo nó lên, sợi xích là một sự nhắc nhở về xiềng xích và sự siết chặt của nó tới máu thịt, một phần của ba rất ba gần, một lời nhắc nhở dài hạn về lời hứa của cờ ra tốt, đổi lại là sức mạnh vô hạn. Sự bùng nổ của Ares được phát tác ở bên trong. Nhưng sớm thôi, anh ta sẽ học được cái giá đích thực của sức mạnh đó. Một cái giá quá cao mà ngay cả cờ ra tốt có trả lại được đi chăng nữa. Con thú xấu xí, tao biết mày phục vụ cho ai. Hãy trở về chỗ chủ nhân mày đi. Nói với thần chiến tranh tao không còn là của ông ta lâu nữa đâu. Nói với hắn rằng hắn không an toàn đâu, trong khi tao vẫn đang có mặt trên trái đất này. Tao sẽ tìm ra trương Pandora và tao sẽ dùng nó để nhìn thấy hắn run rẩy lẫy bẫy và gục ngã trước mặt tao.